Thưa quý vị, từ tháng 12 năm nay, việc đi lại giữa Hà Nội và Hải Phòng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều khi mà tuyến cao tốc nối hai địa phương này được thông xe một phần. Thời gian qua, tiến độ của công trình trọng điểm quốc gia còn nhiều chậm trễ. Do vậy, trong buổi kiểm tra tiến độ dự án này vào ngày hôm qua, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu cuối năm nay là mốc cuối cùng cho các nhà thầu hoàn thành để thông xe đoạn đầu tiên. Theo chủ đầu tư, Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam, đến nay, tổng giá trị giải ngân của các gói thầu xây lắp chính là khoảng hơn 12.174 tỷ đồng, đạt khoảng 68,6% giá trị hợp đồng. Việc giải phóng mặt bằng về cơ bản đã hoàn thành trên toàn tuyến, nhưng một số điểm vẫn còn tồn. Công trình hạ tầng kỹ thuật chưa di chuyển ở các khu vực thuộc huyện Yên Mỹ của Hưng Yên, Thanh Hà, Gia Lộc của Hải Dương, Kiến Thụy, Dương Kinh, Hải An của Hải Phòng. Ngoài ra, một số nhà thầu nước ngoài không đưa đầy đủ nhân sự, máy móc, thiết bị theo cam kết mà thuê thầu phụ Việt Nam làm với giá rẻ, công tác quản lý thầu phụ không tốt, dẫn tới không đảm bảo tiến độ. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các nhà thầu phải đảm bảo các mốc tiến độ đã đề ra và tháng 12 năm nay thông xe 25 km từ Hải Phòng đến tỉnh lộ 353 thuộc quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Tháng 7 năm 2015 thông xe từ tỉnh lộ 353 đến Hưng Yên và cuối năm 2015 là từ Hưng Yên đến Hà Nội. Dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có chiều dài 105,5 km với 6 làn xe chạy theo tốc độ thiết kế 120 km/h.